Truyện cổ tích Việt Nam. Người thợ làm đồ chơi và cô con gái. Ngày xưa, có một người thợ làm đồ chơi nghèo khó tên là Kaylor, sống cùng cô con gái ở một thị trấn nhỏ. Con gái của Kaylor tên là Betha bị mù bẩm sinh, và cha của cô đã tự nhủ sẽ biến khiếm khuyết đó của cô thành sự may mắn. Con gái mình đã có đủ bất hạnh rồi, mình không nên khiến nó tuyệt vọng hơn nữa, mà phải khiến cho con bé tin rằng nó có một cuộc sống tuyệt vời. Cha ơi, cái gì đây ạ? Ồ, cái này hả? Đây chính là công chúa búp bê xinh đẹp dành cho nàng công chúa của cha đó. Con ấy xinh đẹp hơn con không? Bé có lộng lẫy hơn con không? Ôi không, cô ấy không xinh đẹp như con, mà váy phóc cũng không được lộng lẫy như con của cha đâu. Cảm ơn cha. Cha hãy nói với con nghe về nhà mình đi, trông như thế nào ạ? Có rộng không cha? Nhà của chúng ta không rộng lắm, vì cha không thể để con ở nhà mà đến cửa hiệu. Thế nên cha đã biến một nửa ngôi nhà thành cửa hàng đồ chơi rộng lớn. Con biết không, cửa hàng của chúng ta là cửa hàng lớn nhất Dương Quốc đó con à. Ông chủ tốt bụng đã nài nỉ cha chuyển sang căn nhà rộng lớn, nhưng một căn nhà kim cửa hiệu quanh tráng là đủ rồi. Con có nghĩ như thế hay không hả, con gái đáng yêu của cha? Con hãy nghĩ thử coi. À, dạ có. Cha ơi, con thích thế lắm. Hơ, lại nói dối con gái nữa à, Kaylor. Thì cha đã kể cho con rồi đấy. Con trai của ông chủ rất vui tính. Con phải xem cậu ấy đang nháy mắt và còn cười tinh quái với cha đây này. Dân cậu chủ. Đây, cha tôi gửi ông tiền lương nè. Nhưng đây chỉ có... Ông ấy trừ lương 2 ngày mà ông đã nghỉ làm đó, có biết chưa? Nhưng tôi đã bù lại bằng cách làm thêm giờ rồi. Sao cha tôi biết được nếu đấy là do ông chậm chạp? Cứ như thế, nhiều năm trôi qua, Betha đã lớn lên trong câu chuyện kể về người cha đẹp trai, khỏe mạnh. Và ông được trả lương rất hậu hĩnh bởi ông chủ tốt bụng, về ngôi nhà tráng lệ và về những bộ váy lộng lẫy nhất thị trấn của cô. Lương của ông đây. Tôi muốn được tạm ứng trước. Mấy tuần nữa là đến sinh nhật của Betha rồi. Kiếm miếng vẽ trách nào đưa cho cô ấy, rồi nói với cô ấy nó làm từ vàng. Ông nói gì mà cô ấy chả tin chứ. Tạm ứng cho tôi, rồi tôi sẽ làm việc gấp 3 lần trong 6 tháng tới mà. Cứ làm đi, rồi tôi sẽ xem xét cho. Không còn cách nào khác, Kaylor đã làm việc vất vả trong nhiều tháng và cuối cùng cũng có đủ tiền mua cho con gái một chiếc dây chuyền tuyệt đẹp. Nhưng để Betha cảm thấy được yêu mến nhiều hơn, ông đã nói dối cô. Chúc mừng sinh nhật con yêu của con nè. Cái gì đây thưa cha? Một sợi dây chuyền cậu chủ Tackleston đặc biệt tặng riêng cho con. Cậu ấy rất tiếc vì không thể đến chúc mừng sinh nhật con được. Nếu cha cậu ấy tốt bụng thì cậu chủ còn tốt bụng hơn nhiều. Cậu ấy thực sự thích con lắm, con gái yêu của cha. Ôi, anh ấy thật là tốt bụng. Nghe kể về lòng tốt của con trai ông chủ, Betha đã đem lòng thầm thương trộm nhớ anh ta. Cô đã nghĩ rằng cậu chủ thật sự quan tâm đến cô. Cho đến một ngày. Này cô gái, tôi nghe nói cô có vài người bạn tới chơi ngày hôm nay có phải không? Vâng. Thì sao ạ? Tôi muốn tham gia cùng. Dạ chân, được chứ, tôi rất vui. Phải, tôi muốn Mayfielding có thêm vài nhóm bạn gái nữa. Khi nào tôi cưới cô ấy rồi, cô ấy sẽ cần vài người bạn xung quanh cô ấy. Hả? Cả tai của cô cũng điếc luôn rồi à. Tôi sắp kết hôn rồi. Ha, có lẽ tới lúc nói cho cô ấy biết sự thật rồi đấy. Ôi trời, cô ấy chắc chắn sẽ ghét ông thôi. Cha ơi, cha đã gặp Mayfielding chưa ạ? Rồi. Tính cách và thái độ của cô ấy có nền nã dễ chịu không cha? Cô ấy có tốt bụng không cha? Rất tốt. Tốt hơn cả con ạ. Betha. Cô
con cứ nghĩ là cậu ấy sẽ thích con chứ. Nếu không thì tại sao cậu ấy lại tặng cho con món quà sinh nhật? Tại sao cậu ấy lại luôn đối xử tốt với con? Lạy Chúa tôi, con bị tổn thương sao? Ôi Chúa ơi, đừng bắt con phải làm việc này, đừng bắt con phải làm con gái con đau khổ thêm nữa. Con bé sẽ thù ghét con khi biết con đã lừa dối con bé. Cha của con ơi, có lẽ là con mù nên con không xứng đáng được tình yêu. Con chỉ xứng đáng với tình thương hại thôi, đó là sự thật. Không, không phải vậy Bertha. Cha đã lừa dối con suốt cuộc đời mình. Liệu con sẽ tha thứ cho cha chứ? Lừa dối con? Chuyện gì vậy thưa cha? Và rồi Kaylor kể cho cô mọi thứ. Rằng ông đã nói dối cô suốt bấy lâu nay, về ngôi nhà, về cuộc sống, về ông chủ. Con đau buồn vì một gã đàn ông không xứng đáng với tình yêu của con. Cha xin lỗi, con hãy tha thứ cho cha được không? Cha chỉ muốn làm cho con vui, nhưng bây giờ cha nhận ra rằng cha còn làm con đau buồn hơn nữa. Liệu con có thể tha thứ cho cha được không, con yêu Bertha? Cha ơi, con đã nghĩ cha là đôi mắt của con, nhưng quá ra cha còn khiến con mù lòa hơn. Cha không tin rằng con sẽ mạnh mẽ sao? Đáng lẽ con đã có thể giúp đỡ cha có một cuộc sống tốt hơn. Thôi, cha xin lỗi. Đáng lẽ cha nên tin con, nhưng cha không thể chịu được việc làm tổn thương con và cho con thấy cuộc sống của chúng ta khốn khổ như thế nào. Con biết những gì cha làm là để khiến cho con vui. Tất cả những đau khổ mà cha phải chịu đựng một mình chỉ để cho con vui. Cảm ơn cha nhiều lắm. Nhưng hãy hứa với con, từ giờ hãy để cho con chăm sóc cho cha. Cha hãy để con giúp đỡ cha. Và cha phải đối xử với con không phải như một người mù lòa bất hạnh, mà như một công chúa mạnh mẽ và thông minh. Cha hứa. Và rồi cứ thế, người thợ làm đồ chơi để cho Bertha giúp ông làm đồ chơi. Và rồi họ nhanh chóng kiếm đủ tiền mua một ngôi nhà riêng. Đây có phải là phần thưởng cho Bertha không? Cô ấy có thể đã cảm thấy hoang mang về số phận và nỗi buồn khổ của cuộc đời mình. Nhưng thay vào đó, cô đã chọn tha thứ cho người cha và cùng cha tạo dựng cuộc sống mới. Đây mới chính là sức mạnh và lòng can đảm thật sự, đúng không nào?